Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng viên tích đô la, Bộ Chính trị lợi dụng ông Hồ để khoe mẽ. Bộ Tư pháp và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào hôm 30 tháng 11 mới đây đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề rất kêu, đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam. Sau bao nhiêu năm, chính quyền của Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định dùng cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh vốn không tồn tại mà chỉ là đảng tự tô vẽ nên để lừa bịp người dân cả nước. Và ngay cả chuyện ướp xác ông Hồ trong lăng, đây cũng là ý của đảng chứ không phải ý của ông Hồ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong bài phát biểu tại hội thảo cũng thừa nhận bộ máy nhà nước Việt Nam hiện còn chưa được tổ chức hợp lý và tính hiệu quả còn chưa cao. Tất nhiên, với ngân sách khổng lồ để nuôi bộ máy, công an, cảnh sát thì ai mà chịu được. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hôm 30 tháng 11. Cùng với đó, phẩm chất và ý thức kỷ luật của một số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu và tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt gây bức xúc cho người dân. Đồng thời, tính thượng tôn pháp luật chưa cao, kỷ luật và kỷ cương chưa nghiêm. Ông Trương Hòa Bình tiếp tục khẳng định rằng để khắc phục những hạn chế vừa nêu thì cần phải nỗ lực vận dụng hơn nữa những giá trị sâu sắc về nhà nước, pháp luật theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhắc lại một trong những điểm xuất phát trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật, hành chính là tư tưởng lấy dân làm gốc. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng kêu gọi cần phải nghiên cứu và thấm sâu tư tưởng Hồ Chí Minh để làm nền tảng cho sự quyết tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, cựu biên tập viên tạp chí Cộng sản, lên tiếng với đài nói tiếng nói FA tại Mỹ rằng những hội thảo như hội thảo vừa qua được tổ chức vào ngày 30 tháng 11 không có giá trị và có hiệu quả gì trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh giáo trình cổ hủ với tư tưởng Hồ Chí Minh môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục tại Việt Nam đã khiến rất nhiều thời gian bị lãng phí. Ông nói tiếp, hoàn toàn không có giá trị trong thực tiễn. Điều này phải hiểu là những người làm về tuyên truyền và thậm chí trong giáo dục mà người ta đưa vào môn học tư tưởng Hồ Chí Minh vào các trường đại học vì mục đích tuyên truyền và giáo dục về chính trị là những việc làm của họ. Nhưng thực ra, đối với người dân thì không ai quan tâm đến những chuyện này cả. Họ vẫn cứ viết, vẫn cứ tổ chức hội thảo, vẫn cứ làm những việc như thế và bản chất của hội thảo là như vậy. Nói về cảm nhận đối với phát biểu của ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại hội thảo được diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2020, ông Đỗ Nam Trung bày tỏ quan điểm của mình như sau. Theo em thì tất cả những điều đó đều là cho mỹ dân cả thôi. Từ trước đến giờ thì làm trò mỹ dân như vậy mà, tại vì thứ nhất là bản hiến pháp thực sự không có giá trị, nó chỉ có giá trị hỗ trợ cho những người cầm quyền mà thôi. Đặc biệt là những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không có giá trị gì cho người dân cả. Thứ hai, em nghĩ đó là trò ma mị vì những người cầm quyền, những người lãnh đạo Cộng sản không mong muốn và không có ý định phổ biến bản hiến pháp đó cho người dân được biết. Tại vì có rất nhiều nhà hoạt động xã hội đã từng mua hàng trăm, hàng ngàn quyển hiến pháp để phát cho người dân. Nhưng khi phân phát thì lại bị chính quyền cấm đoán và tìm đủ mọi cách để gây cản trở, phá rối. Em nghĩ rằng những lời nói đó mà họ nói như ông Trương Hòa Bình đã đưa ra những chuyện về bản hiến pháp vì dân, vì nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn chỉ là mỹ dân chứ không có giá trị thực tế. Điều đáng nói là dựa trên những dẫn chứng lịch sử, có nhiều ý kiến khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh thực tế không tồn tại mà chỉ là chiếc bánh vẽ cho đảng tạo ra để kêu gọi lòng tin của người dân mà thôi. Đây là hình ảnh nguyên sĩ quan quân đội Bùi Tín với một trung sĩ không quân Mỹ khi quân đội Mỹ sơ tán khỏi Sài Gòn vào năm 1973. Nhà bất đồng chính kiến, ông Bùi Tín từng là đại tá, đảng viên với 4 thập niên tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam và 37 năm góp mặt trong quân đội nhân dân Việt Nam, từng giữ các vị trí cao trong hệ thống chính trị tại Việt Nam như Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân và Báo Nhân dân, cũng như Tổng biên tập Báo Nhân dân Chủ nhật khi còn sống
từng khẳng định như sau. Trước hết, ông Hồ luôn nói rằng ông không có tư tưởng gì riêng cả. Mọi tư tưởng cách mạng Marx, Lenin, Stalin và Mao đã nói lên hết rồi. Ông nói, ông chỉ để lại cái tác phong, cách sống là cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, thế thôi. Nếu mang Hồ Chí Minh toàn tập ra đọc, đánh dấu, thống kê, ghi chép, thì điều mà ông viết, nói, căn dặn nhiều thứ nhất là nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không qua chủ nghĩa tư bản, hay bỏ qua chủ nghĩa tư bản, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Và trên thực tế là dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh, Việt Nam đã đi theo con đường này. Do đó mà vừa cải cách ruộng đất xong đã bắt dân vào hợp tác xã. Chưa gì đã ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Chưa gì đã xóa bỏ tư hữu. Cũng từ năm 1986, Đại hội thứ 6 đề ra chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì đó là sự từ bỏ tư tưởng trung tâm trên đây của ông Hồ. Không bỏ qua nữa mà là quay lại với chủ nghĩa tư bản. Đơn giản có thế thôi. Nhưng còn cố đèo thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là để chữa thẹn, thế thôi. Không chỉ ông Bùi Tín mà còn có cả nhà nghiên cứu nước ngoài cũng đưa ra nhận định như trên. Đây là hình ảnh tiến sĩ Sophia Quinn và cuốn sách nổi tiếng Hồ Chí Minh những năm chưa biết đến. Tiến sĩ Sophia Quinn trong một tác phẩm phát hành lần đầu tiên vào năm 2003 mang tựa đề Hồ Chí Minh những năm chưa biết đến đã bác bỏ điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó mới đề ra là tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều mà bà muốn nói đến là các công bố vào hồi năm 1995 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng các tư tưởng của ông Hồ Chí Minh là sự phát triển mới của học thuyết Marx Lenin. Theo quan sát của bà Sophia Quinn, thì Đảng Cộng sản Việt Nam này sau khi thấy các đảng Cộng sản ở Đông Âu nối tiếp bị đẩy khỏi quyền lực, đã xoay ra chọn cách giữ tính chính danh của họ bằng tuyên bố tự thân rằng họ đại diện cho tư tưởng Hồ Chí Minh. Hơn nữa, theo bà Sophia Quinn, vấn đề ở chỗ là ông Hồ Chí Minh đã không để lại các tác phẩm mang tính lý thuyết nào cả. Trong lần trả lời phỏng vấn với đài BBC tại London, nhà văn Võ Thị Hảo cũng đã nhận định như sau. Việc tuyên truyền và vận động về Hồ Chí Minh trong một số năm trở lại đây nhằm mục đích tuyên bố với mọi người rằng Việt Nam cương quyết đi theo con đường cộng sản, độc tài, toàn trị. Đừng bao giờ hy vọng sẽ có thay đổi theo dân chủ đa nguyên. Hình ảnh và con đường mà tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa ra như một lá bùa để che giấu việc Đảng viên Đảng Cộng sản đã biến thành một giai cấp tầng lớp thống trị lợi ích nhóm, thả sức tham nhũng và sinh sát với người dân, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. Tại Việt Nam vào năm 2003, Ban Bí thư lúc đó là khóa 9 đã ra chỉ thị 23 về việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 CTTV của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 5 năm 2016. Đến năm 2006, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó là ông Nông Đức Mạnh đã ký chỉ thị 06 tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Như vậy, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay đã gần 20 năm. Thế nhưng, mỗi người dân Việt Nam đều có thể tự đánh giá kết quả mang lại từ phong trào này là tình trạng tham nhũng, cửa quyền, vi phạm kỷ luật đảng, phạm tội hình sự trong đội ngũ cán bộ đảng viên ngày một trầm trọng. Nhà quan sát Hoàng Hưng cũng nhận định những cuộc vận động học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, noi gương đạo đức, tác phong Bác Hồ mà Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì phát động hết năm này sang năm khác không hề có chút tác dụng thực tế nào, chỉ tốn kém vô ích và ngày càng tỏ ra chỉ là hình thức màu mè để che đậy thực chất của một bộ máy cầm quyền ngày càng đi ngược lại những cái hay, cái đẹp của những lời dạy của cụ. Vì tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng sản Việt Nam tóm tắt là vận dụng chủ nghĩa Marx Lenin vào thực tiễn Việt Nam, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản thì có tác dụng trong hai cuộc chiến tranh nhưng đã thất bại thảm hại trong 45 năm hòa bình và đến nay rõ ràng là vật cản rất lớn cho đất nước phát triển với gần 100 triệu người dân Việt Nam. Vì đạo đức tác phong của Hồ Chí Minh như cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, giản dị, gần dân
thì làm sao thực hiện được với đa số những kẻ đang nắm quyền, khoác áo của Đảng Cộng sản chỉ để bám vào đặc quyền, đặc lợi, thủ lợi riêng và tham nhũng đầy. Mà làm sao xây dựng được đội ngũ công bộc của dân chỉ dựa vào thứ đức trị mơ hồ, trong khi không dám thực hiện pháp quyền phân lập, tam quyền phân lập, thực thi quyền giám sát của dân thông qua tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do ứng cử, bầu cử và tự do lập hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đảng viên tích đô la, Bộ Chính trị lại dựng ông Hồ để khỏe mẽ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.